sẽ đi giải cứu muôn thú ở trong rừng lệ dưới đầm lầy. Dạ, bạn chạy sao cái vỏ nó rớt luôn hả bạn? Trời, đẩy coi. Trời ơi trời, bạn chạy xe mà bạn cũng phải bắt mình đẩy nữa. Thôi xách xe đi luôn đi bạn ơi. Bỏ ra. Nặng không vậy? Không còn. Qua đây. Mình sẽ đi bắt mấy con cá sấu nha. Để vỏ xuống. Đi vô. Con nhái nó kìa. Bắt con nhái chứ em. Ui các bạn, mình thấy được một con nhái nha. Đây. Đây chính là con nhái. Mình đã kêu bạn này bắt được một con cá sấu. Tính ra nó phải đi theo đàn mới đúng. Cẩn thận. Tạm coi chừng nó tạp. Nó tát một phát rồi coi như phải. Đây. Mình đã bắt được con cá sấu con. Con này là con của con cá sấu đàn. Sao á? Mình sẽ đi tìm con đầu đàn nha. Mình sẽ bỏ con này vô trước. Mình sẽ giới thiệu con cá nha. Cá này khá là to, hình như người ta gọi con cá này cá chép. Ui, sao trâu quá. Nó đang xuống đầm lầy của nó nha. Bắt đi. Mình đã bắt được con cá sấu đầu đàn nha. Giờ mình sẽ bỏ trong vỏ. Lấy xe đi tiếp. Giờ mình sẽ vô trong tuốt. Trong rừng sâu luôn nha. Ở bên kia. Để đi vô tuốt trong rừng nha. Mình thấy được một con ong bự nha. Từ từ. Mình đã bắt được một con ong khá là bự nha. Thì giống con kiến vậy trời. Mình sẽ bỏ trong vỏ và mình đi bắt mấy con khác. Mình sẽ đi cẩn thận nha. Giờ tại nó khá là to. Hồi nãy mình lỡ trúng cái chỗ này nên mình hơi đau một tí. Đây, con bọ cánh cứng này khá là to. Đau quá. Mình sẽ đi tìm mấy con khác nha. Mà mình sợ mấy con gì nó bò dưới lưng mình. Ui, rắn. Mình không biết nó là rắn độc. Mình không biết nó phải là rắn độc hay không nữa. Mình đã quật xong chúng nó rồi nha. Vô nhanh. Nhanh, bắt nó lại. Cầm vô nó cho nó bị gãy cái khớp xương. Hư má mày. Rủa. Tụi tay.
Đây. Nó ngất xỉu rồi. Bỏ vô. Bỏ vô. Mình đã bắt được một con rắn độc nha. Đây. Rắn. Đây chính là con rắn hổ mang. Mình sẽ bỏ trong này ra tại nó ngất xỉu rồi. Chừng nào nó dậy mình quơ nó tiếp. Đi tìm tiếp. Đi tìm tiếp không? Để xe luôn. Mình sẽ đi giải cứu mấy con thú khác nha. Các bạn hãy đi theo chân mình. Đây. Hoa hậu đi mà cũng phải. Đây là đưa đây ha, hậu là phải có lộn. Ui, mình thấy mấy con thú gì ở trên tảng đá kìa. Chị chào, đây ngon lành nha. Ui, mình thấy được một con chuồn chuồn màu đỏ. Chuồn chuồn này chắc chắn là nó rất là hiếm nha. Tung. Mình sẽ review thôi. Đây. Mình thấy con này là con chuồn chuồn hiếm mà mình không biết con này là con chuồn chuồn gì. Với lại có con cào cào nữa nha. Con này cào khá là đau luôn á. Mình sẽ đây. Đây, đây chính là con cào cào. Mày mày. Còn đây là con châu chấu nha các bạn. Mình sẽ bắt. Tụi ba tụi này ở gần nên mình có thể dễ bắt hơn, với lại nó không có làm gì độc hại cho cơ thể mình hết. Đây. Cầm luôn. Để mình đọ lại cái mũ nha. Ui, mình thấy được con rít nó đang bò nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt. Bắt đi, không dám bắt được. Đây. Chính là con rít nha. Con rết chứ. Đây. Mình sẽ bỏ trong giỏ. Để bắt những mấy con vật ở trong mấy cái khu rừng này nữa nha. Đi bắt. Ok. Mình sẽ giao cho bạn này bắt. Ui, con voi nè. Chắc không gì. Nè, của bạn nè. Bạn cầm luôn. Nó lớn hơn. Đây là một con voi. Đây là con voi mammoth nha. Đi bắt mấy con khác tiếp đi. Ui, mình thấy được một con hươu cao cổ nha. Bây giờ mình sẽ bắt nó. Ây da. Cái cổ nó cũng khá là dài. Cái chân nó bị quẹo do tại bị cậy. Đây. Rồi, bỏ trong giỏ đi. Giờ mình sẽ đi tìm thêm nha. Mình sẽ lấy cái ống nhòm nhìn cho rõ. Ui, con bò kìa. Ê, vô bắt thử. Nó nè. Đây, mình bắt được một con, một bé bò rồi nha. Một bé bò sữa rồi nha. Đây, nó khá là ngon, ngoan. Ui, ngựa kìa. Bắt nó cẩn thận nha, không là nó chạy nhanh lắm á. Mình cũng đã bắt được một bé ngựa luôn nha. Sao mấy con này nhỏ?
ngựa vằn hay sao đó. Con này chính là con ngựa vằn nha. Màu nó hơi nhạt một tí. Ngựa vằn. Đây, bây giờ mình sẽ bỏ trong vỏ luôn. Mấy con này hay sống ở trong phi lắm. Thỏ kìa. Cầm 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 cầm. Để tôi vô bắt. Mình sẽ bắt con thỏ nha. Đây. Con thỏ này nhảy nhanh lắm nha. Này. Mình thấy một con heo rừng nha. Đây. Coi chừng heo rừng nó ủi á. Con heo rừng này nó có thể ủi nha. Một bên sừng của nó là 3 cái. Cái này cũng là 3 cái, là 6 cái nha. Đây. Nó có thể ủi người ta luôn. Vô rừng sau là mình phải làm bẫy, không là không là mấy con thú dữ nó chạy không. Bây giờ mình sẽ làm bẫy trước nha. Mình sẽ đặt bẫy ở đây nha. Có con gì qua là mình sẽ giật nó nha. Đây, cái bẫy nằm bên kia nha. Ui, có con gì vô nè. Ý, quay chụp lại. Nó. Con gì đó. Đây. Còn con gì thì mình sẽ để cho bạn này bắt nha. Nghe cái chân nó phép nha. Mình bắt được một con sư tử đen rồi nha. Nó khá là hung luôn á. Để trong vỏ nhanh lắm. Nó mà phép. Con báo kìa các bạn. Con báo kìa. Bây giờ con này chạy nhanh lắm á. Trời, mình sẽ ra đằng sau của nó. Mình bắt được một con báo này. Cát không à. Cầm 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 cầm. Để mình cầm cái đuôi. Đây là một con báo, nó chạy nhanh lắm. U mắm. Lại mất hồn hơn. Mình thấy được một con tắc kè nha. Cái này là... Thôi để mình chụp đại. Đây. Hay đặt tên cho nó tắc kè lộn mũi cho. Lộn mũi xanh quá. Đây chính là con tắc kè đầu xanh nha, giờ mình mới biết. Đây. Tắc kè đầu xanh. Đi tiếp. Okay, ui, các bạn mình thấy được 2 con kỳ đà hoa nè các bạn. Mình sẽ bắt được bạn bắt con này, mình sẽ bắt con này nha. Bạn bắt chứ. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Rồi bạn bắt con kia. Nó mở miệng ra luôn rồi kìa. Rồi bạn review. Đây. Con này là con kỳ đà nha. Con này là con kỳ đà hoa nha. Là. Còn đây cũng là con kỳ đà hoa, giống con kia nhưng mà nó khác cái màu thôi nha. Con tắc kè kìa các bạn. Đi từ từ để mình bắt con này hung nhất mấy con ở trong này luôn nha.
không được cái này lắm. Mưa bà. Chết chết. Mình đã, hai tụi mình đã bắt được rồi nha. Đi kiếm đi. Mình thấy được một con khủng long con rồi nha, bây giờ mình sẽ bắt nó. Cả đống luôn kìa. Mình sẽ đi bắt. Chụp cái đuôi nó tàn quang thôi, cái chân nó tát. Đây mình sẽ bắt một con nha. Con này là con to. Hình như là khủng long bảo chúa hay sao đó. Đây là con khủng long bảo chúa. Ý, phải con khủng long cổ dài không? Đi qua bắt đi, con này hiền lắm, nó không cái quýnh người đó, nó không cái cắn người đâu. Hi. Này các bạn, một con khủng long cổ dài. Thôi để cho nó vào vỏ luôn. Đi thôi. Thôi nào, em vào vỏ nha. Đây chính là con khủng long gai nha các bạn. Khủng long người sụt lộn cổ dép lại sao? Các bạn đi tiếp nha. Ui, mình thấy được một con khủng long nữa kìa. Bắt đi. Lộn khủng tắc kè sao cậu ơi? Đây chính là con khủng long tắc kè nha. Ơi, một con khủng long. Bắt nó nhanh lắm. Hình như là con này con khủng long mà đuôi bú hay sao á. Con khủng long này cũng mới đẻ ra. Ui, mình thấy được quả trứng nhỏ. Các bạn, mình thấy được cái quả trứng nhỏ bên kia nha. Con gì mình chưa biết luôn. Nó chưa nở mà sao mình biết nó con khủng long. Dù con khủng long bên kia nhưng nó màu xanh mà không thấy. Đây, nó đây. Nhanh lên, chụp đi. Đấy. Mình đã thấy được con khủng long này nha. Nó cắn. Ui. Có con khủng long dưới đây nữa nè. Đây đây chính là con khủng long ba sừng nha. Kìa các bạn, cẩn thận nha. Khủng long nè các bạn. À, con khủng long mới sinh. Con khủng long này nó mới sinh con nha. Nó mới sinh con cho nên nó sức nó lùng quẩy rồi cậu à. Nó sức nó lùng quẩy rồi. Sức nó không có đi nổi nha các bạn. Đây, đây là khủng long chúa nha, trong đây luôn, cũng là khủng long mẹ của mấy con khủng long kia luôn nha các bạn. Đây, nó cũng có cánh. Ui, gì vậy? Rắn kia. Hai lần chị nhảy qua bên này nè. Ui trời. Hôm nay mình rất là bộ thu những mấy con thú ở trong rừng nha. Đây là thành quả của chúng mình luôn nha. Hẹn các bạn ở clip lần sau. Nếu các bạn thích thì để lại một like, một đăng ký, nhấn vào cái chuông để nhận những video mới. Bye bye.